Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-si rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tìm được cớ tố cáo người. Những người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay, anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-xu nói với họ, tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay, anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Thưa cộng đoàn, chúng ta tiếp tục những bài đọc ngày Chủ nhật hôm qua cho tới ngày hôm nay, bàn về việc là sửa lỗi huynh đệ. Tại sao mà chúng ta phải sửa lỗi cho nhau? Là bởi vì chúng ta đã nghe sách tiên tri Ezekiel ngày hôm qua đã nói, đó là nói Chúa nói với tiên tri là ta đặt ngươi làm cái người canh giữ cho nhà Israel, và cái bổn phận của ngươi là ngươi phải lấy những cái gì từ miệng ta và nói cho những người có tội được biết. Bổn phận của cái người canh gác là phải loan báo nếu mà có cái nguy hiểm đang xảy ra giữa đêm. Thì cái bổn phận của người tiên tri cũng vậy, là có cái bổn phận canh gác những cái người mà Chúa đã trao cho mình và sửa phạt họ nếu mà cần. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái vấn đề mà sửa lỗi cho nhau, nó là cái vấn đề hết sức tế nhị. Và nhiều người đó là chỉ xin hai chữ bình an. Bây giờ nếu mà nói ra để mà sửa ra thì nó lại tan hoang, lại nát ra hơn nữa. Nhưng mà chúng ta quên đi là cái lời mà Chúa nói với tiên tri ngày hôm qua, đó là nếu mà ngươi sửa phạt nó, nói cho nó biết mà nó vẫn cứ cố ở trong tội thì tội của nó, cái trách nhiệm của nó. Nhưng mà nếu mà nó phạm tội mà ngươi không sửa phạt thì cái lỗi nó lại về phía của ngươi, và ta sẽ đòi ngươi đó là cái nợ máu của nó. Nên chúng ta nhớ là cái vấn đề mà sửa lỗi, mặc dù rằng nó rất là tế nhị, nhưng mà nó cần thiết. Là bởi vì đó là nó cần thiết cho cái linh hồn của người đó, và nếu mà nói rộng hơn nữa là cho cái gia đình của cái người đó. Nếu mà con cái của chúng ta sau này nó lấy vợ là nó ảnh hưởng trên cái gia đình của nó nữa, và nó ảnh hưởng trên cả xã hội, là bởi vì gia đình là một cái tế bào nhỏ của xã hội. Cho nên là chúng ta không thể nào mà không sửa lỗi nếu mà thấy cái điều đó là cái điều cần thiết. Và hôm qua Chúa đã cho chúng ta đó là biết là cái cách sửa lỗi như thế nào thì nó mới hiệu quả. Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục cái tư tưởng đó trong hai cái bài đọc. Thì chúng ta đi từ đó là cái bài đọc thứ nhất nói về thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto. Chúng ta biết rằng Corinto là một cái thành phố thương mại của Hy Lạp rất là phồn thịnh, là bởi vì đó là tàu bè ra vào tấp nập, là họ buôn bán giữa Âu Châu và Á Châu. Và khi mà một cái thành phố mà sầm uất như thế vậy thì nó đón nhận tất cả mọi đó là cái hay cũng như là cái dở ở khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt chúng ta biết là người Hy Lạp đó là họ chỉ có quan trọng hóa cái phần linh hồn thôi, còn cái phần xác là họ coi như là giống như là cái ngục tù nó giam hãm linh hồn vậy. Vì vậy cho nên đối với họ đó là cái phần mà tình dục nó là cái chuyện tầm thường, chuyện không đáng kể. Nhưng mà tại sao mà hôm nay đó là Thánh Phaolô đã viết thư để mà sửa phạt cái cộng đoàn Corinto, là bởi vì có một cái người
mà đó là phạm những cái tội mà ngay cả những cái người dân ngoại họ cũng chẳng bao giờ phạm. Đó là ăn ở với cái người vợ kế của cha mình. Và Thánh Phaolô đó là dùng cái hình ảnh và bánh và men. Và Thánh Phaolô như chúng ta thấy ở trong các thư của Ngài đó là Ngài rất là để ý tới là khi mà một cái người rửa tội đó, là ngoài cái việc mà rũ sạch tất cả những cái men xấu bằng cách dìm mình xuống nước, thì khi mà đi lên ra khỏi mặt nước đó là phải mặc lấy Đức Kitô. Thì Ngài ví đó là giống như là cái men đó, là như chúng ta biết ở trong cái mùa mà mùa chay đó, là trước khi mà người ta cử hành lễ phục sinh đó, là người ta phải đó là lau chùi tất cả những cái men cũ ở trong nhà. Là bởi vì nếu mà chỉ có một cái tí men thôi, nó cũng làm dày bột cả một cái dày men cả một cái khối bột lớn. Bởi vì vậy cho nên Ngài so sánh giữa bên là cái men cũ và một bên nữa là cái bánh không men, là chính Chúa Kitô là cái bánh tinh tuyền thánh thiện. Cho nên Ngài bảo rằng đó là phải trục xuất trong một cái buổi họp đó, trục xuất cái người đó ra khỏi cộng đoàn, giao cho Satan để mà hy vọng là cứu lấy được cái linh hồn của người đó. Nên chúng ta nhớ là cái mà bổn phận sửa lỗi đó là cái bổn phận mà của những cái người mà có trách nhiệm họ phải làm. Không làm không được, tại vì nó liên quan đến cái phần lỗi linh hồn của người ta. Rồi chúng ta đến cái bài phúc âm cho Thánh Luca ngày hôm nay, đó là lại một lần nữa nó đòi cái sự khôn ngoan và rất là can đảm để mà làm chuyện đó. Chúng ta thấy là cái sự kiện mà ngày hôm nay Chúa vào trong hội đường để giảng dạy đó, thì nó không giống như là tất cả những cái phép lạ khác. Và đây nó là một cái bẫy răng, là cái người bệnh nó đã có mặt rồi, ở trong hội đường rồi. Thường thường chúng ta thấy đó là, thường thường là đi đó là kèm theo một thân nhân, hoặc là đó là chính cái người đó là cũng xin giúp. Nhưng mà thường thường là chúng ta thấy đó là các người thân nhân đó là cái người mà còn đó là tỉnh táo khỏe mạnh, cho nên biết là cái người bệnh họ cần cái gì. Nhưng mà ngày hôm nay đó là một cái bẫy răng rồi, là một cái người khô bại tay phải đó là đã có mặt ở trong hội đường rồi. Và Chúa Giê-xu đó là biết rõ cái ý định của họ, để mà họ rình xem coi có là Chúa có chữa bệnh trong cái ngày Sa-bát không. Và Chúa Giê-xu dùng cái cơ hội này để mà đó là sửa đổi họ. Ngày Sa-bát là cái ngày quan trọng, nhưng mà nó quan trọng ở cái chỗ nào? Nó quan trọng ở cái chỗ chúng ta biết đó là Chúa làm việc trong 6 ngày, nhưng mà ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi. Và Chúa muốn con người đó là nghỉ ở trong cái ngày đó. Nghỉ ở đây đó để mà cái đầu tiên đó là để mà tạo cái mối liên hệ, hay là gia tăng cái mối liên hệ đối với Chúa qua những cái việc thờ phượng. Và cái việc nữa là để cho cái thân xác đó được nghỉ ngơi khỏe mạnh. Như là ngày hôm nay chúng ta mừng lễ lao động cũng là một cái ngày nghỉ để mà cho chúng ta đó có cái thì giờ, có thể là ngủ thêm tí nữa cũng được để cho cái thân xác nó mạnh khỏe, hay là để dành ra làm những cái việc gì mà muốn làm mà mình chưa có cái thì giờ. Nhưng mà đây thì lại khác. Những cái người biệt phái và kinh sư đó là họ đã có sẵn cái kế hoạch, đó là rình xem mà Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để mà lấy cớ mà tố cáo và có thể nói là ném đá Chúa. Chúa biết tất cả những cái ý định của những cái con người đó, cho nên Chúa gọi cái người để bại tay đó, anh ra đấy. Và trước khi mà Chúa chữa anh thì Chúa nó hỏi, Chúa đặt những cái câu hỏi để cho đó là những cái con người đang làm như vậy phải suy nghĩ. Ngày Sa-bát được làm lành hay là làm dữ? Chắc chắn là họ phải trả lời đó là phải làm lành. Ngày Sa-bát là được chữa lành hay là bị phá hủy đi? Họ cũng phải trả lời như thế vậy thôi. Nhưng mà bởi vì họ không có xét cái con người của họ, mà họ chỉ xét những cái người khác, cho nên họ không có nhìn thấy những cái tội lỗi khuyết điểm của họ. Ăn chay cầu nguyện hay là giữ ngày Sa-bát có ích lợi chi đâu, nếu mà ở trong cái con người của họ vẫn toàn đầy dẫy những cái điều của ác. Nhưng mà Chúa đặt cái câu hỏi cho họ suy nghĩ rồi vẫn Chúa vẫn chữa, Chúa không sợ gì cả. Cái buồn phận là Chúa cho có cái cơ hội để mà nhìn ra cái tội của mình. Nhưng mà chúng ta thấy là tại sao
mà họ không có nhận ra là bởi vì chỉ vì cái kiêu ngạo của họ thôi, chỉ vì đó là cái ghen tương của họ thôi. Cho nên cái câu mà Thánh Luca đó nói tiếp đó là họ giận điên lên và bàn nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu không. Thì chúng ta thấy đó là cái mà nó ngăn cản cái người có tội mà không nhận ra cái tội của mình đó, chính là cái tính kiêu ngạo. Nếu mà biết khiêm nhường, hạ mình xuống để xem coi những cái người mà người ta cho mình những cái lời dạy bảo xem có đúng hay không. Nếu mà đúng thì chúng ta sửa. Còn nếu mà nó không đúng thì kể như là một cái lời nó qua tai vậy thôi. Nhưng mà đây là một cái lời mà nó quan tâm đến đó là cái phần linh hồn của họ, thì họ lại không có nhận ra là bởi vì cái tính kiêu ngạo của họ. Vì vậy thưa quý ông bà và anh chị em, sửa lỗi nó là một cái việc rất là tế nhị và khó làm. Nhưng nó là cái bổn phận. Nó là cái bổn phận tiên tri của tất cả những người tín hữu đã được rửa tội. Và nhất là những cái người mà Chúa trao cho chúng ta thì chúng ta phải có cái bổn phận đó. Còn nếu không thì Chúa sẽ đòi nợ máu linh hồn của họ nơi những con người mà không có trách nhiệm để sửa cho những cái người mà dưới quyền mình. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.